Xin kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiếp hiệp 2 trận đấu bóng chuyền hơi nữ giữa giáo viên trường Trung học Phổ thông Vị Thanh và giáo viên trường Trung học Phổ thông Cái Tắc. Trong hiệp 1 thì trận đấu diễn ra rất là kịch tính và tỷ số nghiêng về đội Vị Thanh. Điểm cho Vị Thanh 1-0. Điểm cho Vị Thanh 2-0. Điểm cho Vị Thanh 3-0. Bóng thông qua lưới, điểm cho Vị Thanh 4-0. Điểm cho Vị Thanh 5-0. Điểm cho Vị Thanh 6-0. Điểm cho Cái Tắc 1-6.
Điểm cho Vị Thanh 7-1. Bóng thông qua lưới, điểm cho Vị Thanh 8-1. Tiếp tục, điểm cho Vị Thanh 9-1. Bóng trong sân, điểm cho Vị Thanh 10-1. Điểm cho Vị Thanh 11-1. Điểm cho Cái Tắc 2-11. Điểm cho Vị Thanh 12-2. Điểm cho Cái Tắc 3-12. Điểm cho Vị Thanh 13-3. Ngoài sân, điểm cho Vị Thanh 14-3.
phát bóng tốt, điểm cho Vị Thanh 15-3. Điểm cho Vị Thanh 16-3. Bóng ngoài sân, điểm cho Vị Thanh 17-3. Bóng không qua lưới, điểm cho Vị Thanh 18-3. Điểm cho Vị Thanh 19-3. Bóng ngoài sân, điểm cho Cái Tắc 4-19. Điểm cho Cái Tắc 5-19. Tiếp tục điểm cho Cái Tắc 6-19. Tiếp tục điểm cho Cái Tắc 7-19. Tiếp tục điểm cho Cái Tắc 8-19. Thank you.
Tiếp tục điểm cho các tác 9, 19. Bóng ngoài sân, điểm cho Duy Thanh 29. Điểm cho Duy Thanh 21-9. Tiếp tục điểm cho Duy Thanh 22-9. Tiếp tục điểm cho Duy Thanh 23-9. Điểm cho cái tác 10-23. Bóng thông qua lưới, điểm cho cái tác 11-23. Điểm cho Vị Thanh 24-11. Điểm cuối cùng. Xin chúc mừng đội Duy Thanh đã giành chiến thắng với tỷ số 2-0 và tỷ số hiệp 2 là 25-11. Xin chúc mừng Duy Thanh đã vào chung kết. Chúc mừng đội Duy Thanh đã vào chung kết bóng chuyền nữ. Chúc mừng, chúc mừng. Chúc mừng, chúc mừng, chúc mừng.